Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ vừa ra lệnh truy tố hàng loạt các chủ tiệm nail của người Việt ở Mỹ về tội trốn thuế. Đồng thời, họ cũng đưa ra thông cáo cho các chủ tiệm nail và thợ làm nail được biết rõ rằng làm việc trên đất Mỹ thì phải thành thật, nếu không sẽ có ngày phải đối đầu với pháp luật. Lần này có rất nhiều tiệm nail đã bị truy tố và sẽ không thoát được vì tội trốn thuế này. Trong đó nổi trội nhất là tiệm nail ở thành phố Nashville thuộc tiểu bang Tennessee. Tiệm có tên là Signature Nails and Spa do ông Chiêu Trần, 54 tuổi, làm chủ tiệm và là người điều hành, đã bị liên bang buộc tội trốn thuế và cản trở công lý. Ông Chiêu Trần đã bị các cơ quan điều tra hình sự IRS bắt giữ tại nhà riêng vào sáng thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, kỷ lục gần 94.000 trẻ em tại Mỹ mắc COVID-19 trong tuần qua. Số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em đang tăng lên trong bối cảnh biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao và đang lan rộng khắp nước Mỹ với tốc độ nhanh chóng mặt. Thống đốc New York Andrew Cuomo đã tuyên bố từ chức vì bê bối quấy rối tình dục trước các cáo buộc của nhiều phụ nữ. Mâu thuẫn về tiền bạc sau khi trúng số 2 triệu đô la Mỹ là một trong những nguyên nhân đã đẩy một gia đình ở Mỹ rơi vào một trận chiến căng thẳng, dẫn tới một bi kịch đau lòng đã khiến 3 người thiệt mạng. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 8 năm 2021. Theo một bản cáo trạng liên bang đã buộc tội ông Chiêu Trần, 54 tuổi, ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, là chủ tiệm của Signature Nail and Spa, về tội trốn thuế và cản trở các cáo buộc công lý. Ông Trần đã bị cơ quan điều tra hình sự IRS bắt giữ tại nhà riêng vào sáng thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021 và xuất hiện trước thẩm phán tòa án Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm đó. Theo cáo trạng, ông Trần là chủ tiệm và là người điều hành của Signature Nail and Spa ở Nashville, nơi cung cấp các dịch vụ làm móng tay, móng chân và tẩy lông. Và tiệm có tất cả khoảng 25-50 thợ làm nail trong một số năm. Ông Trần trả lương theo hoa hồng cho các thợ làm nail dựa trên 60% tiền công, trong đó có 50% tiền mặt và 50% tiền ngân phiếu check. Theo điều tra của Sở Thuế IRS, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2018, tiền lương của các thợ nail không được khai báo với nhà nước, tổng cộng khoảng 10,5 triệu đô la. Năm 2008, Sở Lao động và Nghề nghiệp tiểu bang Tennessee, viết tắt là TNLWD, đã tiến hành kiểm tra và phân loại công nhân của tiệm Signature Nail and Spa. Ông Trần được thông báo rằng công nhân của ông phải được phân loại là nhân viên và ông phải nộp báo cáo hàng quý để báo cáo mức lương được trả cho các nhân viên. Nhưng ông Trần đã kháng cáo quyết định của cơ quan TNLWD và lập luận rằng các thợ nail là người làm độc lập theo hợp đồng, chứ không phải nhân viên. Nhưng cơ quan TNLWD đã giữ nguyên quyết định và nó trở thành quyết định cuối cùng. Sau đó, ông Trần bắt đầu báo cáo một số tiền lương của nhân viên của mình, nhưng vẫn tiếp tục phân loại các nhân viên khác thành các nhà thầu độc lập, tức là người làm độc lập theo hợp đồng, bất chấp quyết định của TNLWD. Vào năm 2017, TNLWD một lần nữa kiểm tra tiệm Signature Nail and Spa và phát hiện ra rằng ông Trần đã trả tiền mặt cho công nhân của mình mà ông không báo cáo và ông vẫn cứ tiếp tục phân loại sai một số nhân viên là nhà thầu độc lập. Cuộc kiểm toán xác định rằng ông Trần đã báo cáo thiếu lương trong năm 2014 là 987.203 đô la. Tiền lương chưa được báo cáo cho năm 2015 là 1.075.718 đô la và mức lương chưa được báo cáo trong năm 2016 là 1.099.356 đô la. Bản cáo trạng cáo buộc ông Trần đã không nộp tờ khai thuế việc làm cho liên bang báo cáo tiền lương và khoản khấu lưu của nhân viên theo yêu cầu, cũng như không khấu trừ thuế việc làm hoặc trả phần thuế việc làm của người sử dụng lao động đối với tiền lương trả cho nhân viên. Các nhà điều tra cho biết điều này đã dẫn đến khoản lỗ thuế lên tới hơn 542.000 đô la từ năm 2015 đến năm 2018. Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng trong khi biết Sở Thuế IRS đang tiến hành một cuộc điều tra tội phạm về mình, nhưng ông Trần đã hướng dẫn các thợ làm nail nói dối IRS rằng về các khoản tiền mặt nhận được dưới dạng tiền lương.
Nếu bị kết án, ông Trần phải đối mặt với 5 năm tù cho mỗi tội danh trốn thuế và gian lận thuế lao động, và 2 năm cho tội cản trở pháp lý, và khoản tiền phạt lên đến 250.000 đô la. Vụ án này đã được điều tra bởi IRS điều tra hình sự. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Catherine Booth và Stephanie Tussen đang khởi tố vụ án. Một bản cáo trạng chỉ đơn thuần là một lời buộc tội. Bị cáo được cho là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội trước tòa án. Kỷ lục gần 94.000 trẻ em tại Mỹ mắc COVID-19 trong tuần qua. Số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em đang tăng lên trong bối cảnh biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao và đang lan rộng khắp nước Mỹ với tốc độ nhanh chóng mặt. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi ở Mỹ cho biết trẻ em chiếm khoảng 15% trong tổng số ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo ở Mỹ trong tuần qua. Con số gần 94.000 ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em nói trên đã tăng 31% so với khoảng 72.000 trường hợp được báo cáo một tuần trước đó. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ cho biết các ca nhiễm COVID-19 mới ở trẻ em đã tăng kể từ tháng 7 sau thời gian giảm vào đầu mùa hè. Yvonne Maldonado, tiến sĩ giáo sư Nhi khoa và bệnh truyền nhiễm tại Đại học Stanford cho biết loại virus này đang thực sự nhắm tới những người chưa được tiêm chủng bởi vì trẻ em dưới 12 tuổi chưa thể tiêm vaccine. Chúng tôi nhận thấy số ca mắc chỉ gia tăng ở nhóm này vì biến thể Delta rất dễ lây nhiễm. Một câu hỏi lớn đang được đặt ra đối với các bậc cha mẹ, theo đó liệu biến chủng Delta có khiến trẻ em mắc bệnh nặng hơn so với các chủng trước hay không, và hiện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, những con số thống kê cho thấy rằng số ca bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19 là rất hiếm ở trẻ em. Theo dữ liệu ở các bang của Mỹ, dưới 2% tổng số ca COVID-19 ở trẻ em, trong khi tỷ lệ phải nhập viện là từ 0,00% và tử vong 0,03%. Ông Maldonado nói thêm, tôi không thấy bất kỳ trường hợp nào cho thấy virus trở nên độc hại hơn hoặc nghiêm trọng hơn ở trẻ em so với trước khi biến thể này xuất hiện. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều trẻ em nhập viện vì COVID-19, điều này có thể gây thêm áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe nhi khoa, vốn đã bị quá tải ở Mỹ. Nhiều bệnh viện nhi không chỉ xử lý những bệnh nhân nhiễm COVID-19, mà còn cả những trẻ em mắc các vấn đề gián tiếp liên quan đến đại dịch. Nhiều trẻ em đã phát triển các vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần do tình trạng giãn cách xã hội, và nhiều trẻ khác đã bị ảnh hưởng do bị trì hoãn việc chăm sóc y tế trong thời gian cao điểm của đợt bùng phát vào năm 2020. Mark Whitaker, giám đốc điều hành của Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ cho biết những tác động gián tiếp của đại dịch COVID-19 thực sự gây hậu quả lớn hơn nhiều đến việc chăm sóc trẻ em so với số trẻ em mắc COVID-19 trực tiếp. Mặc dù số ca nhập viện không tăng mạnh, ông Whitaker cho biết nhiều trẻ em mắc COVID-19 nhập viện với COVID-19 hiện nay có thể do biến thể Delta ốm yếu hơn những trẻ đã mắc các chủng trước đó. Số trường hợp mắc bệnh ở trẻ em đang tăng đột biến ở Mỹ khi các học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Một số bang tại Mỹ thậm chí đang nỗ lực ngăn các trường học, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, Thống đốc New York Andrew Cuomo đã tuyên bố từ chức hôm thứ Ba ngày 10 tháng 8 năm 2021 do bê bối quấy rối tình dục trước các cáo buộc của nhiều phụ nữ nói rằng ông đã quấy rối tình dục tại nơi làm việc và tạo ra một môi trường làm việc thù địch với phụ nữ. Điều này sẽ làm nhấn chìm chính quyền của ông và làm trật bánh tương lai chính trị của ông, giới hạn một sự sụp đổ nhanh chóng. Cuomo, một đảng viên dân chủ, cho biết đơn từ chức của ông sẽ có hiệu lực sau 14 ngày. Với việc Cuomo từ chức, thống đốc Kathy Hochul của Buffalo sẽ đảm nhận vai trò thống đốc, sẽ làm nên lịch sử với tư cách là một người phụ nữ đầu tiên giữ chức thống đốc New York. Bà Hochul, một đảng viên đảng dân chủ, sẽ tuyên thệ sau khi ông Cuomo từ chức có hiệu lực và sẽ đảm nhận vai trò thống đốc làm phần còn lại của nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2022. Cuomo, 63 tuổi, là người đã kiên quyết chống lại những lời kêu gọi từ chức trong năm tháng qua, giai đoạn mà nhiều phụ nữ, bao gồm cả nhân viên làm việc hiện tại và cựu nhân viên, đã công khai cáo buộc ông có hành vi không phù hợp hoặc quấy rối dưới một số hình thức. Nhưng ông khẳng định ông vô tội với các cáo buộc và viện dẫn những bất ổn chính trị và chính phủ tiềm ẩn là lý do khiến ông từ chức.
Chính quyền của ông cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì giấu số người chết COVID-19 thực sự của những người già trong viện dưỡng lão trong nhiều tháng. Một quyết định đã thu hút sự giám sát của các công tố viên liên bang ở Brooklyn. Cú đánh chí mạng và gây tổn hại nhất xảy ra vào ngày 3 tháng 8, khi văn phòng tổng chưởng lý bang Letitia James công bố một báo cáo cho thấy Cuomo đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ, bao gồm cả 9 nhân viên của bang, vi phạm nhiều luật của bang và liên bang. Trong số đó có một trợ lý điều hành cáo buộc Cuomo thò tay vào dưới áo và sờ soạng ngực cô trong cuộc chạm trán vào tháng 11 năm 2020 tại Executive Mansion, điều mà Cuomo phủ nhận mặc dù báo cáo của tổng chưởng lý cho thấy tuyên bố của người phụ nữ là đáng tin cậy. Trong bài phát biểu của mình, Cuomo phủ nhận những cáo buộc nghiêm trọng nhất nhưng thừa nhận đã xúc phạm một loạt phụ nữ bằng những trò đùa và những cái ôm không được chào đón, mà ông cho rằng có thể đã vượt qua một ranh giới văn hóa thay đổi. Ông nói rằng ông đang chọn từ chức vì lợi ích của chính quyền tiểu bang, vốn đã bị tê liệt trong tuần qua, khi Cuomo đấu tranh cho cuộc sống chính trị của mình. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết ngay sau thông báo của Cuomo rằng Tổng thống Joe Biden đã nói rõ quan điểm của mình vào tuần trước là đã kêu gọi Cuomo từ chức. Trong những tháng gần đây, Cuomo đã kịch liệt tuyên bố sẽ không từ chức, nói rằng chính người dân đã bầu ông vào nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2018, chứ không phải các chính trị gia. Nhưng Cuomo cuối cùng phải đối mặt với một sự lựa chọn không thể chối cãi, từ chức hoặc đối mặt với bản luận tội. Điều này ngày càng giống một kẻ phạm tội, lỗi lầm, khi ngày càng có nhiều nhà lập pháp tiểu bang kêu gọi phế truất ông. Hiện Cuomo và chính quyền của ông vẫn là chủ đề của một số cuộc điều tra hoặc truy vấn có thể gây rắc rối cho ông, ngay cả sau khi ông từ chức. FBI và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Brooklyn đã điều tra chính quyền của Cuomo về việc kiểm đếm những cư dân trong viện dưỡng lão đã chết vì COVID-19. Trong nhiều tháng, Cuomo và Bộ Y tế bang từ chức công bố số lượng cư dân viện dưỡng lão đã chết trong bệnh viện, thay vào đó chỉ tiết lộ những người đã chết trong chính ngôi nhà đó. Kết quả là số người chết thực sự không được thống kê hơn 40% trong nhiều tháng. Và thông tin cuối cùng là 3 thành viên gia đình ở Mỹ thiệt mạng sau khi trúng số 2 triệu đô la. Mâu thuẫn về tiền bạc sau khi trúng số 2 triệu đô la là một trong những nguyên nhân đã đẩy một gia đình ở Mỹ rơi vào một cuộc chiến căng thẳng, dẫn tới bi kịch đau lòng khiến 3 người thiệt mạng. Theo People đưa tin, John Donato, 42 tuổi, đã bắn chết người vợ Tiffany Hill, 31 tuổi, và con gái 1 tuổi Leanne hôm 6 tháng 8, tại nhà riêng của cặp đôi ở Calera, bang Oklahoma. Donato sau đó đã tự sát, theo cảnh sát địa phương cho biết. Tiffany Hill và Donato thiệt mạng ngay tại hiện trường, trong khi Leanne đã được đưa đi cấp cứu bằng máy bay, nhưng cô bé đã không qua khỏi. Tháng 11 năm ngoái, Tiffany Hill từng thắng 2 triệu đô la từ giải xổ số California. Sau đó, cô cưới Donato và gia đình chuyển tới Oklahoma sinh sống. Cặp đôi có 4 người con chung. 3 đứa con còn lại của cô có ở nhà vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra. Một luật sư của gia đình Mitch Gehey cho biết, khoản tiền trúng số là một trong vấn đề chính gây ra mâu thuẫn giữa cặp đôi. Mitch Gehey còn cho biết thêm rằng, đó có phải là điều đã gây ra tranh cãi dẫn tới nổ súng hay không? Chúng ta chưa thể biết được, nhưng tôi biết rằng nhiều lần nó, khoản tiền trúng số đó đã gây nên tranh cãi giữa họ. Gia đình Tiffany Hill cho hay, khi còn sống cô đã muốn chia tay chồng khi Donato trở nên bạo lực. Jamie Kern, em gái của Hill, nói rằng chị mình là người tử tế và yêu thương con cái. Mitch Gehey cũng cho biết Tiffany Hill đang trong quá trình ly hôn khi vụ nổ súng đẫm máu xảy ra. Một trang gây quỹ đã được thiết lập trên GoFundMe nhằm kêu gọi ủng hộ tiền chi phí tang lễ cho gia đình Tiffany Hill. Bất kỳ số tiền nào còn lại trong tài sản của hai vợ chồng sẽ được đưa vào quỹ ủy thác cho những người con còn lại khác của Tiffany Hill. Sau vụ việc, gia đình Tiffany Hill kêu gọi các nạn nhân bạo lực gia đình khác có thể rút kinh nghiệm cho cái chết thương tâm của cô. Họ khuyên rằng các nạn nhân khi gặp phải nguy hiểm, hãy liên lạc với các bên có liên quan để tìm kiếm sự trợ giúp và không để cho mọi việc trở nên quá muộn. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình. Và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại với những video kỳ tới.